Ê, có ý thiệt nha. Quên nãy giờ nha, xin thưa là em có cái roi nè. Xin thưa với bạn là nãy giờ tụi tôi đến từ 5 giờ sáng. Nãy tụi tôi kiếm mật thư là phải tìm ra bạn, nhưng thực ra là bạn không tới, bạn tới trễ là sao? Là do bút xe từ sớm rồi mà do cái đoạn đường á thì bị kẹt. Thực ra bữa nãy em đâu thấy bút đâu. Xe của chương trình thử tới mà. Bút mình nào. Đúng rồi. Thêm cái tội đó dối nữa nha, thêm cái tội đó dối nữa nha. Quá Sơn ơi. Thì cũng kẹt xe đứng đón xe chương trình tới là bị kẹt luôn. Bây giờ mình thưởng cho bạn bằng một hình phạt nào đó nè. Thưởng cho bạn một hình phạt phải không? Ừ. Mà mình trong nhóm mình phạt kỳ quá. Đúng rồi. Để bên kia đi. Nhớ để bên này đi. Để bên đây đi. Ủa mà xác định đúng nhóm mình chưa? Em không biết nữa, biết sao tại 8 người bên kia có 4 người là chung một team rồi. Thôi vậy bà ông đây với tụi tôi luôn. Yeah, anh. Biết sao ông Cảm Sơn đi. Bên này thì bọn mình hợp với nhau và thứ nhất là cho Duy nhảy sexy dance. Thôi. Có cái trò nào có đàn ông không? Được không? Với cái cột là anh Khanh. Anh Khanh sẽ làm cột. Sơn đồng ý thì vỗ tay Sơn. Ai đồng ý thì vỗ tay đi. Sơn không có đồng ý thì Sơn làm cái cột. Đấy là mình này. Không, em không làm cái cột. Ông này đu dãy cột à. Đu dãy cột à. Bây giờ tôi có một cái đề ý nha. Bây giờ tôi thấy anh Khanh cứ nhìn bạn Duy mà anh Khanh cười hoài nha. Ủa chứ lại khóc em. À khoan, bây giờ Duy nói là Duy không biết nhảy đúng không? Yên tâm, Sơn là giáo viên dạy múa. Vậy thôi Sơn, chị phạt thay. À đúng. Hồi nào không có. Không có dạy thôi chứ không biết. Tự nhiên cái mình báo lên vậy thì mình phạt thay. Đâu, mình đâu phạt thay là mình sẽ dạy cho bạn những động tác nhảy. Em nhảy thử đi. Thôi bây giờ thị phạm đi. Thị phạm đi, đúng rồi, nở mặt nở mày nha. Ok, kệ cho sợ chuyện nghề tôi mà. Thánh diện nhà, hoa dâm mục đi anh. Khanh xung quanh đây mắc cỡ làm sao thôi cái cột khác đi Phi, anh ra đây nè Phi, quá sao mà không muốn anh ra đây làm cái cột đi. Ôi, tại mình không có liên quan, bên này người ta phạt riêng mà Phi dạng. Ủa tự nhiên mày không liên quan cái lôi anh vô vậy chứ còn gì nữa. Phi cao giờ Phi là cái cột phải không? Phi cao giống như cái cột nè, giờ cái cột là điểm của mình tới không? Phi đứng yên coi. Trời ơi, cột không có nói chuyện, cái cột không có mặt cột, cái mặt ra kìa. Đi bước 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 ra đằng trước thấy ống kính là đủ sexy chưa? Không đủ, được học trò không có chú ý kìa. Xin lỗi học trò không có chú ý kìa. Team bên này biểu quyết là bạn Sơn sẽ múa thay nha. Đúng rồi thôi đâu có không biết gì đâu. Tự nguyện làm gì, hít đất cũng được. Hít đất đi, mình hít đất đúng không? Mình ra đây nè, khoảng 10 cái đi. Chết rồi, nó xô lên những cái cần xô rồi. 2 Nó xô ngay cái mặt em luôn á. Nam sáng sớm phải phải vận phần phải nha, phải nha, vận phải nha. Trời ơi, đổ quét luôn kìa. Mệt chết rồi. Ok thôi bạn. Rồi, nói chung là em cũng thay gia đình em xin lỗi mọi người bạn. Quỳ luôn hả em? Xin lỗi quỳ luôn. Xin lỗi mà quỳ luôn. Dạ không, đâu anh. Đúng, trước mắt là em xin thay gia đình em và gửi gắm các anh tới những cái món ăn của con bạn em bán. Đúng rồi đó anh, Su. Su là tên đúng, Su là tên của Su. Em cảm nhận được là chị Su chỉ đau ở đây nè. Kệ đi. Em làm đổ quá trời kìa. Cái bộ mặt của bà rớt dưới đất. Anh làm sao là tim của em là gì? Tim hệ tâm linh. Mình tới đây mình phải cúng đúng mà. Thấy không? Bốn anh có phải đi tìm nhau không hay là bốn anh là gặp nhau trực tiếp? Tìm cực khổ lắm em ơi, quá chị cực luôn. Kể em nghe đi anh. Nào ngồi mà một cái xăng bóng gỗ, trời ơi. Nó nắng một cái không có cái cây để che luôn. Rồi sao nữa? Bốn thằng đi vô gặp nhau thôi. Nó cực là đứng ngoài phòng bóng rổ xong rồi rộng cửa hàng. Có hai người đi. Có hai cái cửa đi qua đi lại rồi. Xong rồi gặp nhau, gặp nhau. Nhau. Cái cực. Cái cực đó. Cực nha. Nắng cực. Ê, bảy, bảy. Thì trời nắng mà. Nắng thật sự trời nắng. Anh bảy chỗ nào? Ủa anh suy nghĩ sao bảy? Ờ. Anh đang nhảy số nha. Anh đang nhảy. Cực. Nãy giờ đây là sai.